Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Đông Anh, con chưa hiểu Phật pháp. Trước khi con làm nhà, con có yểm bùa bốn góc nhà. Chỗ bàn thờ con mới phát nguyện ít ngày. Con mới phát nguyện ít ngày, chắc là tụng kinh Địa Tạng. Xong con lại đọc chú Đại Bi. Gia đình con đã xảy ra sự việc như sau. Con trai con lái xe mới bị pháp luật bắt. Con kính bạch thầy chỉ dẫn cho con cách làm cho gia đình con. A Di Đà Phật, bảo là Phật tử này làm nhà, trước có làm nhà xong có đem bùa chôn bốn góc nhà. Chắc nếu mà này gặp ông bùa của ông phù thủy là cũng mệt phết đấy. Gặp bùa ông thầy phù thủy là cũng mệt phết. Giải được nó không phải là vấn đề dễ đâu. Nếu ông thầy đó là ông thầy phù thủy thật sự, nó yểm âm binh vào rồi thì cũng không phải là dễ giải đâu. Còn nếu chỉ lá bùa bình thường thôi thì tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để lấy cái nước cúng đó đổ vào chính cái chỗ mà chôn ấy. Không cần phải có cái chôn sâu, rồi không cần phải đào lên, mà đào lên được thì tốt. Không thì mình cứ nhấc cái viên gạch đó lên hoặc khoan một cái lỗ nhỏ nhỏ ra, hoặc cắt một cái lỗ nhỏ nhỏ khoảng vài phân vuông gì đó. Xong rồi mình cứ đổ cái nước ra xuống hàng ngày. Cứ đổ tụng cái kinh Địa Tạng thì ba biến Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng hàng ngày, ngày 2-3 lần, hoặc là ngày một bộ kinh đó. Cho lấy cái chén nước là sáng sớm, lấy chén nước một chút rồi đem vẩy hết nhà cửa, còn 1/3 hoặc là 1/2 hoặc là 2/3 gì đó, đem đổ vào bốn cái chỗ chôn ngày xưa. Cũng không cứ là phải cái chỗ cụ thể nào đâu, miễn là bốn cái góc, chúng ta làm bốn cái góc khu vực đó, đem đổ nước hàng ngày vào đó, khoảng độ cho 100 ngày. Trường hợp này là phải 100 ngày thì mới ổn. Còn bà lái xe mà con lái xe bị pháp luật nó bắt, bây giờ đi vào đường cấm thì nó bắt thôi, vượt đèn đỏ thì bắt thôi. Thầy đi vượt đèn đỏ hay đi vào đường cấm còn bắt cơ mà. Pháp luật là dành chung cho tất cả. Có phải mình con vì mà bị pháp luật bắt đâu. Thầy đây nếu mà đi vào đường cấm, đi vượt đèn đỏ hay là đi quá tốc độ, đi sai làn đường, vẫn bị công an là tuyết quải như thường. Các vị nhớ điều đó. Pháp luật là dành chung cho tất cả công dân Việt Nam. Đấy. Nó đi sai làn thì nó bị bắt như nào thôi. Hoặc là gì, nó gây tai nạn, nó bỏ chạy, nó không có trách nhiệm với những người bị nạn thì bị pháp luật bắt, đấy là đương nhiên. Không may đi trên đường gây tai nạn, chúng ta không được bỏ chạy. Chúng ta phải có trách nhiệm để ở lại để hoặc là đưa người ta đi viện, hoặc là sơ cứu cho người ta, hoặc là gọi người ở thân vân vân, phải có trách nhiệm. Không được xong rồi bỏ chạy. Trong quy định của pháp luật trừ trường hợp đâm chết người để phương tiện lại nguyên trạng chỗ đó, sợ rằng người thân người ta ra, người ta bức xúc quá, người ta đâm, người ta đánh, người ta giết mình, thì mình chạy đến đồn công an gần nhất mình để mình trình báo cái việc đó, chứ không phải là được mình chạy trốn là không được nhé. Mình lánh mặt chỗ đó đến đồn công an mình trình báo cái việc đó như thế, nhờ công an đứng lên giải quyết vân vân thì được. Sau đó để người ta nguôi dần nên mới cho người thân đến, hoặc là tự mình đến để ăn năn sám hối, để khắc phục cái vấn đề ngoài mong muốn ấy. Chứ không được gây ra tai nạn giao thông bỏ chạy là không được. Đấy. Mà chúng ta phải gì? Giúp đỡ đồng bào chúng ta. Đây là đồng bào chúng ta đấy. Không, cái đấy là cái trường hợp bất khả kháng trên đường, không ai mong muốn đâu. Nhưng chúng ta cũng phải là người Phật tử thì phải có trách nhiệm. Là người học Phật thì phải có trách nhiệm với xã hội như thế. Không được bỏ chạy khi chúng ta làm ra một cái điều gì đó gì không tốt cho người khác. Đấy, những trường hợp như thầy nói đó.